À, hồi năm học 12 á, là gần xa trường á, thì là em có thích một bạn. Lúc đó qua Tết á, là em có tặng mẹ một con gấu bông, bạn đem về nhà rồi. Nhưng mà em không hiểu sao tối đó mẹ coi rồi xong rồi, nhưng mà ngày hôm sau bạn ấy lại đem Trả lại. trả con gấu bông lại cho bạn của em. Mua gấu bông xấu quá. Đúng không? Em không biết lý do là sao, đến bây giờ em vẫn chưa biết là lý Phải do tại hỏi. sao. Hình như là chọn gấu bông không đúng gu của phụ nữ thôi. Tại vì không đúng gu sao nhận trả liền lúc Thì đó không nhiều được thì anh. nhận cho nó vui thôi, nhưng đem về thấy xấu quá trả lại. Coi như là từ đó đến bây giờ là em cũng không có thích hay là Chưa quen quen, ai. Chưa quen ai. chưa có mối tình nào. Dạ đúng rồi. Hôn Thì chưa, hôn chưa. Thề với anh, biệt lên. Lên. Bạn trai ra sân khấu. Linh và chào tất cả các bạn khán giả và chào chị Cát Tường luôn ạ. Dạ em tên là Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn, rồi Sơn đợi một tí nha. À, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và tất cả các bạn khán giả ngồi ở đây ạ. Dạ em tên là Mỹ Tài. Và hiện nay là em đang công tác tại ngân hàng Techcombank ạ. Hiện nay là em 24 tuổi. Bạn Mỹ Tài, em Mỹ Tâm. Ai cũng nói vậy anh. Mỹ Tâm là 10, là em là 9 rồi chị. Sao bạn giới thiệu về mình đi Sơn. Dạ, em đang là kỹ sư cầu đường ạ. Đang năm nay 24 tuổi. À, vậy còn mình giới thiệu về mình một tí. Dạ. Từ trước giờ bạn đã có mối tình nào chưa? Gà bông thì nhiều lắm chị. Nhưng mà để đáng nhớ thì hiện tại là 2. Gà bông là sao? Dạ thì là hồi mình còn nhỏ mình thích vậy thôi. Mối dạ. tình cuối cùng thì cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ chắc 2 năm á chị. Lý do dạ. tại sao mình chia tay? Tại vì không có hợp nhau. Với lại có duyên mà chưa có nợ. Đúng cho rồi. Cho nên là chưa đến. Và bây giờ mình thấy tự nhận xét về bản thân mình cũng đã trải nghiệm nhiều. Mình dạ. thấy mình là người như thế nào? Em là một người rất là dễ xúc động, hay khóc nhè. Nhìn như vậy mà hay khóc nhè hả? Dạ. Wow. Ai cũng nói là nhìn em vẻ bề ngoài rất là mạnh mẽ. Đúng rồi. Hung dữ lắm. Nhưng mà thật ra em hiền lắm chị. Nhưng mà cái khóc đó bạn cho là ưu điểm hay là khuyết điểm? Đôi khi là ưu điểm và cũng đôi khi là khuyết điểm chị. Đó. Rồi vậy thì bây giờ bên kia bạn trai có chịu lau nước mắt cho cho Tài mỗi khi Tài khóc không? Chắc chắn là sẽ có rồi chị ơi. Chắc chắn là em sẽ có. Em là người lúc nào cũng muốn lắng nghe chia sẻ của người khác đó. Vậy còn cái ưu điểm khuyết điểm của bạn thì sao? Nhược điểm của em thì em hát rất dở và nấu ăn thì rất là tệ. Dở là dở sao đâu, bạn hát thử một khúc mình nghe các bạn. Thì em cố gắng tặng bạn nữ một câu ha. Rồi. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm hàng dưa câu ly trúc bơ lâu. Không, mình thấy bạn có một cái ưu điểm của bạn là thành thật. Bởi vì em ít khi nào đi hát karaoke lắm chị Cát Tường ơi. À. Em mà có đi hát em chỉ nằm ngủ. Rồi, Tài có đặt ra cái chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào không? Em muốn một người là biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc cho bạn gái. Giống như là em là con gái là yếu đuối rồi, cho nên em cần một người con trai phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ, che chở cho mình. Chẳng hạn như là mình sợ ma gì đó thì bạn trai phải biết là không sao đâu, cái đó không có phải không có ma đâu, đừng sợ gì đó. Một cái câu nói nhẹ nhàng thôi nhưng mà mình thấy là người đó có quan tâm đến mình và quan tâm chân thật á, thì mình sẽ rất là thích. Bạn nghe giọng hát của bạn nam bạn cảm thấy như thế nào? Em thấy bạn đó cũng ấm, giọng rất là ấm áp. Ấm hả? Dạ. Vậy bạn có thể đối đáp lại với anh một câu. Em xin hát bài Em đi trên cỏ non. Rồi. Em đi trên cỏ non, một ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá, chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành, xóm nhà tranh. Em đi qua mấy sông, vượt mấy đèo, dâu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm. Hay quá. Bạn cảm thấy sao bạn Sơn? Nghe giọng thôi thấy thích rồi chị. Ủa anh Quỳnh Linh ngủ hả? Anh Quỳnh Linh để coi bên đó nói sao. Anh lắng nghe. Bên đó trải qua hai mối tình đáng nhớ nhất. Còn bạn nhớ mấy mối tình? Em chị chưa có mối tình nhưng mà có một cái kỷ niệm thì em nhớ thôi. Là hồi năm học 12 á, là gần xa trường á. Thì là em có thích một bạn. Lúc đó qua Tết á, là em có tặng mẹ một con gấu bông.
bạn đem về nhà rồi. Nhưng mà em không hiểu sao tối đó bạn ấy coi rồi xong rồi, nhưng mà ngày hôm sau bạn ấy lại đem trả lại, trả con gấu bông lại cho bạn của em. Mua gấu bông xấu quá đúng không? Em không biết lý do là sao, đến bây giờ em vẫn chưa biết là lý do là sao. Hình như là chọn gấu bông không đúng gu của phụ nữ thôi. Tại vì không đúng gu sao nhận trả liền lúc đó. Nhiều thế thì nhận cho nó vui thôi, nhưng đem về thấy xấu quá trả lại. Coi như là từ đó đến bây giờ là em cũng không có thích hay là chưa quen, chưa có mối tình nào. Dạ đúng rồi. Thế hôn chưa, hôn chưa. Thế anh, Quyền Linh. Linh hỏi được hôn chưa, Quyền Linh. Chưa có mối tình sao hôn. Chưa có mối tình sao hôn chị. Bây giờ á, anh nghĩ rằng đã đến lúc á là mình phải hôn để mình cảm giác được, đúng chưa? Thôi, trước tiên là nắm tay trước ra, còn hôn để sau đi. Hôn luôn ở đây luôn. Hiểu không? Còn gì đâu khó. Trước khi chị qua bển, chị coi cái anh mà chưa có hôn bao giờ đó, coi mặt giùm cho Tài, thì chị hỏi Tài một câu nữa thôi là bạn có những cái điểm nào không thích về người đàn ông? Dạ em không thích bạn trai nói dối. Không, này nói thật, chưa có hôn. Dạ. Có thể với Linh rồi. Gì nữa không bạn? Với lại ẻo lả quá à, là không được rồi đó. Ẻo lả là sao bạn? Cái dạ, này phải... ý là mỏng manh, yếu điệu quá. Bạn thích người mập ốm nào, cao thấp gì không? Thôi tại vì em lùn rồi nên người bao nhiêu cũng được hết trơn. Không cần cao lắm đâu chị. Lùn hơn em nữa được không? Cũng được luôn chị. Sao em dễ tính quá vậy? Dạ em dễ lắm chị. Còn muốn chồng lắm rồi hả? Bây giờ được thì chừng nào kết hôn nè? Tại thầy bói nói em là 26 tuổi lấy chồng chị. Mà nay 24 rồi. Dạ chứ để chứ giờ nếu giờ được thì lấy chồng luôn. Nhưng mà tại em sợ là em nghe thầy bói nói là nếu bây giờ em lấy chồng là tới 3 đời chồng luôn chị. Thôi kệ vậy đi. Dạ vậy vui. Giờ đợi 26 tuổi đi chị. Chị mà thầy bói nói chị vậy chị lấy liền. Chào chị. Chào anh. Chào, mẹ ngồi gồng lên cho để em nói đẻ người ta không thích ẻo lả kìa. À, anh có cái điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Em thì em thích là hiền lành, chân thật. Ta hỏi không thích. Người phụ nữ nói cho đừng có hay giận hờn vu vơ nhiều quá. Phải là biết lo cho gia đình, biết lễ phép. Biết lễ phép người lớn. Tại vì nhà em thì rất là được. Em hy vọng là... Nhà em rất là được là sao? Thì nói chung là em cảm thấy là đàng hoàng á chị. Không có giả sử là ăn chơi hay là quậy phá gì á. À, dạ. Hỏi một câu nữa thôi. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Chắc cũng sẽ quen 2 đến 3 năm nữa. Ừ. Dạ, tại vì bây giờ cũng còn nhỏ quá. Chưa có sự nghiệp lớn đâu. Rồi. Dạ. Thấy là cũng hợp rồi đó. Thấy hai bên có thể kết nối được. Bên đây cũng 2 năm nữa. Thì bạn 2 năm nữa là mình tìm hiểu trong 2 năm đó. Mình tiến tới hôn nhân là được rồi. Cũng hơi ẹo ẹo nhưng mà không phải ẹo lả. Có thể là nhiều khi người ta khớp quá rồi người ta này, vậy thôi, bẽn lẽn chút thôi. Nhưng mà không sao, chị nghĩ rất là phù hợp với Tài đó. Dạ, chị nói vậy là em tin liền. Ừ. Dạ. Chú ra trời ơi, dễ thương vậy. Mặc xinh quá. Rất là fashion nha, mặc đồ rất là hợp mốt rất nha. Rất là ăn ảnh nha. Bạn trai bên đây á là dân cầu đường. Thường ta nói mấy em cầu đường đi hoài á. Bạn có sợ không? Dạ, anh rể em cũng làm cầu đường nhưng mà làm ở Campuchia lận chứ không phải ở đây. Thế anh rể đi suốt không? Dạ có, đi công tác đi Campuchia là đó, đi suốt. Đúng rồi, mấy đồng chí cầu đường là đi hoài luôn vậy đó. Dạ, nhưng mà em chịu đựng được. Lành lắm rồi nha. Em mà quen bên đây là coi như em nắm đàn chui luôn á. Đó. Đàn chui là sao anh? Tức là quản lý luôn đó. Không? Dạ. Là số 1 đó, thủ dạ. lĩnh đó. Là cái cán đó. Dạ. Bên đây coi vậy chứ hiền lắm, cười rất là có duyên ha. À, hôm nay bạn có đi với gia đình của bạn không? Có anh, em có đi với hai chị của em ạ. Đâu, hai chị bạn ngồi đâu? Dạ, ngồi đây ạ. À, chào hai chị. Dạ, chào Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em là Nga, chị gái của Sơn. À, thấy gia đình có đốc thúc anh Sơn lấy vợ chưa? Cũng chưa có gì là hối thúc. Nhưng mà em xem cái chương trình này nhiều cũng thấy hay. Mà bao nhiêu năm học đại học mà cũng không có bạn. Nên muốn em mình tìm được một cái gì đó để có vui cùng với bạn bè thì tìm hiểu nhau. Em là góp chơi cái chương trình này. Dạ. Ủa, kiếm người yêu để vui với bạn bè hả? Không phải anh, tại vì nhìn như vậy nhưng mà rất là nhát. Nhát. À, chị thấy cô bên kia hay sao? Dạ được. Rồi, nhà của bạn nữ có không? Dạ có ạ. Rồi, xin mời chị. Chào em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Huyền, là một đồng nghiệp của Tài ạ. Bạn thấy anh này có gì khác với anh trong văn phòng không? Dạ, khác nhiều. Anh này gầy hơn nhiều. Đi quá thiếu ăn, không ai chăm sóc bữa cơm. Thực ra cái công việc của bạn thì là bạn sẽ đi nhiều và công việc của bạn Tài thì nó lại có rất là nhiều điểm không có tương đồng lắm. Cái quyết định thì tùy Tài thôi, có thể là cái cảm nhưng nhận của bạn thôi. Công việc của mình thì chỉ đi trong thành phố thôi.
tối vẫn về chứ đâu có phải là đi xa đi tỉnh. Gì lo dữ vậy? Đó là ý kiến riêng của bạn ấy thôi chứ Tài chưa có nói gì hết. Sơn ơi, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ kéo màn lên. Quyết định vẫn là ở hai bạn. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Rồi chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Kéo rèm lên. Mời bạn. Chào bạn. Thôi anh tặng em bó bông với lại tặng em 2 cái vé xem phim. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Vậy là cái này anh tặng cho em nhưng mà cũng có ý đồ trong đó rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ vậy thôi, sau cái cuộc ngày hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ có một cái buổi xem phim rồi đúng không anh? Nói chung anh cũng hy vọng là như vậy. Tiếp tiếp tiếp, nhanh lên. Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi anh. Anh hỏi em đi anh. Anh hỏi nữa đi anh. Ủa, khi mà anh thấy em thì anh thấy là khoảng bao nhiêu phần trăm là phù hợp với anh rồi? Anh thích nhất là đầu tiên là nhìn giọng nói là anh đã thích rồi. Còn giọng bây giờ nói đâu có nhìn được đâu. Không, nghe. Còn bây giờ nhìn tao à? Em thấy anh rất là hiền. Như vậy thì có đủ để bảo vệ và che chở cho người yếu đuối như em không? Không, tại vì hiền thì thấy tính như vậy thôi chứ đôi lúc thì tính anh thật là thật thà nhưng mà thẳng thắn lắm. Mấy bây giờ nắm tay nhau trước khi quyết định có bấm nút hay không, coi nam nữ nó có điện âm dương có truyền nhau hay không. Làm sao được là để mình biết được điện nó chạy? Thì bây giờ nắm mới biết chứ sao tôi biết. Nắm tay nhau thử cái đi, ảnh chưa được nắm tay luôn kìa. Rồi cảm nhận coi luôn, sao. Đúng luôn, nhìn luôn. Đúng không, rung không? Khoan buông ra nhìn thẳng vô mắt nhau. Rần rần gì không? Nhìn sao tay anh rung quá vậy? Nhìn thẳng vô mắt nhau. Nữa. Anh là cố gắng nói lắm rồi đó, chứ bình thường anh nhát lắm. Bình thường là anh không nói luôn đúng không? Đúng rồi, nếu như mà đi với bạn bè mà đông người là thường anh là một người ít nói lắm. Rồi ôm không? Điên là bữa nay anh cố gắng nói nhiều lắm rồi đó. Tại vì anh quyết định là anh cố gắng tìm bạn gái. Dạ. Cảm nhận sao bạn? Nắm tay rồi, cảm nhận sao bạn Nam? Tay của bạn ấy ấm áp hơn tay em nhiều. Anh thấy sao? Có kiểm tra sơ lược cho thấy được không? Có điện chạy không? Dạ, điện thì em không biết có chạy không nhưng mà nhiều cái chạy. Cái gì chạy? Chẳng hạn như bấm nút là chạy. Ý là bấm nút là bấm liền á. Vậy dạ. Là thì tôi tóm lại là muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Rồi tay đâu? Muốn bấm nút chạy. Suy nghĩ kỹ nha anh ơi. Hết sức tỉnh táo nha, đừng vì cái nắm tay mà quyết định sai lầm nha. 1 2 3 Em ở đây, em ở đây. Tại sao tôi đếm mới có 2 mà em nhấn nút vậy là em phạm luật. Dạ, vậy ơi, vậy chị cho em làm lại đi chị. Em không, bây giờ làm phạm luật rồi, coi như là quỷ. Vậy hả chị, thôi vậy giờ em xin phép làm lại để được kết đôi đi chị. À, vậy là 2 vé này ngày mai đi, còn 2 vé này là tối nay đi. Trời ơi, coi liên tục luôn. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên nhé. Hy vọng là cặp đôi thứ hai cũng sẽ giống như thế này nữa. Cảm ơn. Giờ mình làm đám cưới anh chịu không? Giờ mình làm đám cưới anh chịu không? Chắc chịu. Và chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Bạn ngồi đây. À, bạn tên là gì? Dạ em tên là Kiều Trang. Kiều Trang. Kiều Trang. À, bây giờ mời bạn nam mình ra đi anh Linh ơi. Mời bạn nam. Bạn nghe bạn nữ bên kia giới thiệu chưa? Quý quá nghe mà không nhớ gì hết. Kiều Trang. Kiều Trang. Bạn tên là gì? Dạ em là tên là Thanh. À, năm nay em 28 tuổi. Làm nghề gì bạn? Em làm cái ngành môi trường anh. Môi trường là sao, cụ thể là sao Thanh? Mình xử lý hậu quả khói để lại rồi mình cung cấp đồ vào cho người ta. Là hậu quả là mình xử lý nước thải, khí thải, còn đồ vào là có thể nước cấp hoặc là môi trường không khí trong lành. Bạn làm được bao nhiêu năm rồi? Em cũng làm được 5 năm rồi. 5 năm. Rồi, Kiều Trang, bạn giới thiệu về mình, bạn làm công việc gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 26 tuổi, hiện tại thì em là
làm nhân viên sáng tạo của công ty quảng cáo. Bạn rất là xinh, công việc thì ổn định, thì tại sao bạn không tìm được một nửa của mình? Ngay cả em thì cũng không hiểu vì sao mà tới bây giờ em vẫn chưa có tìm được một nửa của mình luôn. Thì cũng có yêu nhau, quen nhau, nhưng mà chia tay thì cũng không biết lý do. Chia tay lần cuối cùng đây là bao lâu rồi? Chia tay lần cuối cùng cách đây hơn một năm. Ngoài thời gian đi làm thì bạn có thời gian rảnh rỗi để mình đi ra ngoài, mình tiếp xúc, mình gặp gỡ bạn bè? Dạ, cũng nhiều. Em thì thường đi, nhưng mà đi với những người bạn cũng độc thân, cũng ế như em á. Mà tụi em thì có một cái câu là sai lầm của những người ế là cứ tụ tập với nhau hoài, cho nên ế mãi. Bạn thấy điểm mạnh của bạn là gì? Theo bạn bè nhận xét thì em khá là nhạy bén, và em viết khá là tốt, và em làm thơ, làm văn khá là hay ạ. Vậy nữa? Dạ. Bạn có bài thơ nào nhỏ nhỏ bạn có thể đọc cho mọi người nghe? Em sẽ tặng cho bạn bên kia một bài thơ của em làm. Vâng. Bài thơ có tên là Mình cưới nhau đi anh. Giờ mình làm đám cưới chắc là vui. Em mặc áo cô dâu, anh cài hoa chú rể. Lũ bạn em sẽ không nhạo cười mày ế, còn bạn anh sẽ khệ nệ vác mâm quả hồng. Giờ mình làm đám cưới anh chịu không? Giờ mình làm đám cưới anh chịu không? Chắc chịu. Tự nhiên anh làm em quên mất tiêu. Anh chịu, em quên rồi. Thôi anh chịu là được rồi. Tới chịu là anh đó chịu rồi. Là được rồi. À, nghe bên đó bạn thấy cảm giác trái tim mình nó như thế nào? Em cảm thấy là đập mạnh hơn hồi nãy nữa. Chắc kiểu này em phải, mặc dù có bà có, em có một cái bài thơ, nhưng mà em dự định là sẽ không đọc ở đây. Vài bữa nữa vô chỗ nào vắng vẻ dễ đọc hơn anh. Ủa sao vậy? Tại sao phải đọc chỗ vắng vẻ? Thì xong nội dung anh sẽ biết anh. Không, vậy đọc luôn đi. Dạ thì em cũng gửi đến các bạn anh Quyền Linh, chị với bọn Cạnh. Bà ra là em cũng không biết bài gì, nhưng em cũng không nhớ là mình đã thuộc bài này khi nào. Thì bài này là con cò mà đi ăn đêm, đậu phở cành mềm lộn củ xuống ao, còn anh chẳng uống giọt nào, cũng say ngay ngất mà ngã vào lòng em. Nghe thơ thôi ngã vô lòng liền đúng không? Bạn nói như vậy nhưng mà tôi chưa tin, bởi vì hồi đó giờ chắc là cũng ngã vào lòng ai cũng mấy lần rồi. Em nhiều à? Trẻ ra thì cũng nhiều, nhưng mà chỉ có 3 mối tình chính anh. Nhiều mối tình kia là bao nhiêu? Em cũng không rõ lắm, cả 5, 7, 10 đó anh. Trời ơi. Bạn có đặt lựa ra một cái mẫu chuẩn đàn ông như thế nào mà mình cần? Có thể là em sẽ thích ngay một người đàn ông khá là vui tính. Vui tính trong lúc mà nói chuyện với mình, nhưng mà nghiêm túc trong cuộc sống và công việc, trong tình yêu cũng nghiêm túc. Nhưng mà đôi khi em cần một cái sự hài hước gì đó để làm cho cuộc sống nó vui vẻ hơn. Nãy giờ bạn thấy người bạn trai bên kia có đủ sự hài hước chưa? Cũng có một ít ạ. Và câu hỏi cuối cùng trước khi tôi coi mặt cho bạn, điểm gì bạn không thích ở người đàn ông mà bạn muốn? Em sẽ không thích một người đàn ông thích than vãn. Nói chung là hấp ta hấp tắc mà. Về than vãn là lúc nào bắt gặp bất kỳ điều gì trong cuộc sống thì cũng than, là ai cũng có sự mệt mỏi riêng, và em không có thích nghe người khác than thở. Và cái chuyện nhiều khi đó không phải là than thở, nhiều khi người ta chia sẻ với mình thôi. Chia sẻ nó khác với than thở. Vậy chia sẻ là mình có thể ở một cái chừng mực nhất định, và người ta và mình có thể đồng cảm, chia sẻ, hiểu nhau. Còn than thở là lúc nào cũng đem những cái bi quan bế tắc. Rất là mệt. Dạ. Rồi. Như vậy rất mệt mỏi. Đúng rồi. Nghe chưa? Bạn có nghe rõ chưa? Bạn nghe rõ bên này chưa? Nghe rất là rõ chị. Nhưng mà vấn đề than vãn thì bạn yên tâm đi. Bởi vì mình ghét nhất là giận có chấm thức. Là sao? Không liên ví dụ quan như giận cái chuyện này nó ở cái một cái, trong cái môi trường này thì mình khi mà ra khỏi môi trường khác thì mình phải sống lệp của mình. Nhưng mà khi mà vì cái việc đó không thể giải quyết ở đây được, cho nên mình tổng góp qua một bên, có gì ngày mai mình sẽ giải quyết cái vấn đề này. Thế bạn có cái chuẩn, bạn có mẫu bạn gái của bạn là như thế nào? Em không thích bạn gái thứ nhất á là giận có chính thức. Thứ hai nữa là nếu mà có cái chuyện gì thì cũng phải tâm sự nói ra. Rồi dịu dàng tí, có một chút có tính đó chị. Điểm nào bạn không thích? Sơn móng tay lè lẹt. Cái gì kỳ vậy? Người ta thích người ta sơn, chứ móng tay người ta muốn sơn người ta sơn. Mắc gì mà móng tay sơn không thích? Không phải không thích, nhưng mà em thích ví dụ như là sơn đừng có nẫu quá, ví dụ sơn màu đỏ hay màu hồng vậy. Nhưng vậy mà là được hay không được? Dạ là em thấy nó chưa được lắm chị. Về mệt mới không đâu, mai mối cho mấy người kỳ khôi. Cái cá tính của ta không. Không, nếu như vậy thì em sẽ cố gắng lại suy nghĩ lại cái có tính đó. Bên đây ta sơn đỏ chót rồi, ta đi về luôn.
kỳ cục. Bạn có ưu điểm gì? Em thì vui vẻ nè, hòa đồng. Em có thể giao tiếp với một người nào xa lạ một cách rất là thiệt tình và không giấu giếm, với lại mình bắt chuyện rất là hài hước. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là nói nhiều. Hai nữa là không nhớ tên. Nhưng mà bên cạnh đó có nhược điểm là nhớ được số điện thoại. Nãy giờ nhớ tên bạn gái bên này không? Hình như tên Nhung phải không chị? Rồi, rồi hay quá luôn. Đó là anh cố gắng lắm rồi đó. Thôi kéo màn lên đi cho tự hỏi tên. Phải tên Nhung không? Em không phải tên Nhung ạ. Thấy chưa? Móng tay đỏ vậy chịu không? Trời ơi, tôi chết rồi. Màu cam lè luôn. Đó, ông này mù màu, tao màu đỏ vậy là màu cam. Nếu mà bạn trai mà không đồng ý cho mình vậy mình có chùi không? Dạ không, em rất là thích sơn móng tay ạ. Dạ. Nếu bạn trai trai nói hỏi em chùi đi, bắt buộc phải chùi. Vậy em sẽ hỏi bạn trai là chọn em hay chọn cái móng tay ạ? Hiểu rồi ha? Dạ hiểu anh. Hiểu chưa? Hiểu anh, hiểu anh. Hiểu rồi, vậy gặp mặt ha. Dạ. Rồi, cho hai người gặp nhau đi. Chuẩn bị, kéo màn lên. 2 phút dành cho hai bạn. 2 phút bắt đầu. Chào em. Em chào anh ạ. Em tên gì? Dạ em tên Kiều Trang. Dạ cho em hỏi luôn anh tên gì? Thì cũng giống anh thôi. Em không có nhớ tên anh. Anh tên là Thanh. Em nghe nói là anh là kỹ sư môi trường xử lý hậu quả người ta để lại. À đúng rồi. Em nói em có hậu quả gì anh có xử lý giùm em không? Thì hậu quả, ví dụ hậu quả đó quá nghiêm trọng thì anh không xử lý được. Như thế nào gọi là nghiêm trọng ạ? Có thể là nó vượt khỏi tầm tay của anh thì đó gọi là nghiêm trọng anh. Như thế nào gọi là vượt khỏi tầm tay ạ? Vượt của tầm tay à? Cái này biết. Chết trắng luôn. Không có khả năng xử lý thì nó là vượt của tầm tay rồi. Ấn tượng của anh lúc gặp em là như thế nào? Đầu tiên là người anh mái tóc. Dạ. Thứ hai mới là nụ cười. Em cười rất là tươi. Cảm ơn anh ạ. Em ở trong này ở với ai? Dạ em ở với chị gái của em. À chị gái, chị gái em có gia đình chưa? Chị gái của em thì cuối năm nay cưới. Em cuối năm sau nhé. Được không? Mình sẽ thống nhất lại ngày. Ok. Ok. Đẻ con luôn chưa? Tính luôn đi, vì tính cưới rồi. Không, tất nhiên là sau khi cưới xong thì cái nhiệm vụ đó là phải bắt buộc phải có chị. Ai nhiệm vụ ai? Đó là nhiệm vụ của em. Tiền bạc ai quản lý? Tất nhiên là nữ quản lý chị. Ừ đó, được rồi đó em ơi, nhiêu đó em thích điều này. Em thích điều này không? Câu này hay nhất trong ngày, em thích điều này. Hết thời gian. Rất là dễ thương phải không em? Rồi, chuẩn bị bấm nút hay là không nha. Bấm nút? Suy nghĩ thật kỹ, quyết định và nhấn nút để xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, không bấm nữa. Cái em bấm mà sao nó không lên? Em bấm mà sao nó không lên? Cái bà bấm lựa anh. À lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên chậm. Cảm nhận thế nào về người đối diện mình? Ảnh rất là dễ thương, rất là vui tính. Chắc cũng anh nói như nói là 50% hợp với em. Có thể tiến xa không? Có thể tiến xa không? Có chứ. Thì chắc là có. Nắm tay nhau đi, nắm tay nhau, nắm tay nhau. Tôi thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn 2 cái vé xem phim. Mong rằng đây là cái cơ hội đầu tiên để hai bạn có được thời gian ngồi bên nhau để tâm sự với nhau. Chúc hai bạn sẽ đi đến một cái điểm đích cuối cùng, đó là một mái ấm gia đình, một hạnh phúc cho hai bạn. Được không? Tại vì em nói thật, em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi, có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn thử coi có cảm xúc không. Em đang nói là trái tim. Ok. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi ha. Cách nhau một cái hàng rào thôi, nhưng mà mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn. Mời em trai.
Là lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân, cùng bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Là em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi. Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà hơi yếu đúng không? Là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng đang làm hơi yếu. Rồi, thoải mái lên nha. Thoải mái lên. Rồi, còn em nè. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, chào anh trai bên cạnh. Dạ, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào thiểu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là... Chào, dạ. Rồi, dạ. Bạn trai ơi, thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tức nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Thôi Mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là gì Mạnh? Dạ, em về điểm mạnh của em là em người rất thật thà. Em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói, với em thẳng tính, với tính em cũng hay cằn nỉ. Thôi, em, bên đàn gái em, về ưu điểm của em á, thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập. Và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán, em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt mình làm nhà nước mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác. Và cả con người cũng vậy, cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh của em ơi. Dạ. Chị sống thọ không hay là chị coi chị giàu không? Giàu không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha, nhưng mà em lộ chị cái đường sống với chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ, tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ, đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh mệnh của chị thôi nha. Coi giùm chị có chuyện nào chị đẻ em. Anh ơi, cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha, tôi nói cho ông biết nha. Coi giùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh rảnh đi coi. Em, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa là em đi học em cũng say nắng đứa đử hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Làm sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn à. Tức là em chưa có mối tình nào dạ, hả? Dạ, không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh Mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao? Dạ, em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nhờ. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ, em thì ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật em tâm sự luôn, tại vì em ở trong môi trường quân sự á. Mấy em nó nằm nó phơi đi hết rồi, có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt Mạnh phơi luôn thử coi có cảm xúc không. Em. Dạ. Giới tính em có rõ ràng không? Dạ, em khẳng định là em thì mạnh mẽ tính nam, nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi. Em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp hơi quá trời mà em cũng không có. Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại nó không cho em xem. Đừng khép nha Mạnh. Hơi luôn nha Mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ừ, ok. Dạ. Bây giờ Mạnh, là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình rồi, cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn một năm thì em hỏi cưới, nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng, cứ bảo là cứ chờ một năm nữa, xong một năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới được, xong em cũng chia tay. Rồi, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi chào em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ấy ta. Bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè.
biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có, họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu, biết giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Và biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc chắn là đàn ông rồi chị. Ok, dạ. Đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Đâu, ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. Tự lập. Dạ, em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á, là phải trung thủy. Rồi, anh rất là trung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là sự chứng minh. Bạn ấy cũng yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này á, ở cái phần về tính cách á, là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Nói chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Hey. Đó, thành ra thôi bây giờ hỏi, người thân đi. Ha. Người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào, em xin Quyền Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đằng trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật. Trong cái chương trình này thì muốn là nhờ ông Mai và Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải năm 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi, cảm ơn đàn trai, đàn gái. Dạ, hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok. Nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen. Và có thể tiến đến thì tốt, và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, chào anh. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình ạ. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Và em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, đây cái cây đèn song tinh dầu. Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Dạ. Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè. Rồi tâm sự em, với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào? Có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm và chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn em. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ, đối với em á, là tình yêu, hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á, thì mình phải tự giải quyết, chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em. Với lại anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải trung thủy. Thứ ba là phải biết nhẫn nhịn, với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á, Em là rất là thích đàn ông. Nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn. Có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng.
chứ vòng vo là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này, sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Dạ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn không bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết đó. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Đó, khỏe luôn. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi. Và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng đó. Dạ. Em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình. Thì nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có tiến tới với nhau cũng là hai vợ chồng á, thì năm nay anh ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết ạ. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp này, nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần nhà em. Có đất rồi chắc ở đây rồi. Bây giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, về đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý vị giả một bài hát về quê hương xứ Nghệ của em. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn ưa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh xứ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ Nghệ nò ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Dạ xin hết ạ. Cảm ơn anh ạ. Đấy. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng cho anh một bài ạ. Bài em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyền bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công, em nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em. Em nợ anh. Trời ơi, dễ thương quá à. Hay quá. Thôi bấm được rồi đó Linh ơi. Thực chất á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á cũng bộc trực rồi thoải mái, và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau giống như lúc đầu anh nói. Đây, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không. Từ con tim mình quyết định. 3 2 1 1 Cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhịp quá. Thấy tim hòa nhịp quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha, nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Không khép lại không nha. Khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi anh sẽ không khép. Anh như em là không khép.
Bây giờ nè, thủ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô. Xin phép em. Hôn sao cho rung á. Em đang rung từ để đếm rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Em ly hôn được 5 năm ạ. 5 năm rồi, từ đó là 5 năm là cũng có thêm một mối tình nào khác nữa. Dạ, em tập trung nuôi dạy con cái nên là em không có nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm. Em có yên tâm khi mà nếu như chị gái em bấm nút chọn anh không? Em có yên tâm không? Thôi vậy là tốt quá rồi. Có lời chúc gì cho chị không? Em chúc chị bấm nút. Em chúc chị bấm nút. Em chúc chị bấm nút. Trời ơi, đáng yêu quá. Và bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy gặp cặp đôi thứ nhì. À vậy đi. Mời nhà gái. Trời ơi, đây để đây để chung. Mời nhà trai. Rồi mời nhà trai ngồi. Em xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Chào em. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Chào anh trai bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Nhung, năm nay em 41 tuổi ạ. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, em là nhân viên kế toán ạ. Em xin chia sẻ là em hiện là mẹ đơn thân ạ. Con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em có hai bé, bé lớn được 11 tuổi, bé nhỏ được 8 tuổi ạ. Và nó sống với em hết? Hiện hai bé đang ở với mẹ ạ. Cái này là em nghề tay trái của em hả? Em có một cái đam mê là em rất thích trồng hoa hồng á anh. Tại vì em biết sao không? Đây là một cái đam mê của giống như vợ anh Quyền Linh vậy đó. Cho nên là chị rất là ấn tượng luôn. Dạ em rất là ngưỡng mộ chị vợ anh Quyền Linh. Có một vườn hồng rất đẹp. Ồ, trồng hồng rất là đẹp luôn. Hồng là cũng nghệ thuật đó nha. Cả một cái câu lạc bộ trồng hồng ở trên mạng rất là nổi tiếng và rất là đông người thích luôn. Trong đó có bà xã của mình ha. Xin mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ em xin phép, em Phạm Thanh Tuấn, em quê ở Tiền Giang, năm nay em cũng 41 tuổi. 41 luôn? Dạ. Vậy là bằng tuổi. Dạ. Từng tình duyên thế nào? Em có hai mối tình, nhưng mà mối tình đầu tiên là tình bộ đội thôi. Rồi. Dạ, khi em sức ngủ về thì mối tình cuối cùng của em là 17 năm. Quen 17 năm? Dạ. Rồi có đến với nhau không? Em có hai đứa con, một đứa một gái và một đứa một trai. À, tức là cũng có gia đình rồi. Dạ. Mà con gái trai lớn chưa? Con gái em nay 17 tuổi, con trai mới 8 tuổi. Mình chia tay lâu chưa? Em mới chia tay khoảng 1 năm mà. 1 năm rồi con giờ ở với ai? Con giờ sinh ở với mẹ hả? Lý do sao chia tay vậy em? Sống 17 năm là em rất yêu thương vợ em. Nhưng mà khi em phát hiện là vợ không có được chung thủy á, rồi bà xã muốn chia tay rồi em đồng ý. Bà xã muốn chia tay? Dạ. Thậm chí em muốn xin giữ hai đứa con bà xã nói thôi để bà nuôi. Dù sao thì con ở với mẹ cũng tốt hơn ha. Phụ nữ thì họ chăm chút nhiều hơn. Thôi mình bỏ qua cái chuyện ở một chuyến đò đi. Đó là lịch sử của hai bạn rồi. Bây giờ bạn gái cho biết cái ưu điểm và khuyết điểm bên đó đi. Dạ, ưu điểm của em là em sống thiên về tình cảm ạ. Tính em thì nhẹ nhàng, kiên nhẫn ạ. Khuyết điểm của em là em nói hơi nhiều. Nói nhiều mà nó có nói nhẹ nhàng không? Dạ, nói để trao đổi cả hai cùng hiểu chứ không có nói căng ạ. Ờ, không có căng thẳng. Dạ. Nhưng mà em với ông xã chia tay lâu chưa? Dạ, em ly hôn được 5 năm ạ. 5 năm rồi, từ đó là 5 năm là cũng có thêm một mối tình nào khác nữa. Dạ, em tập trung nuôi dạy con cái nên là em không có nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm. Rồi bên đàn trai, ưu điểm, khuyết điểm thế nào?
Em xin phép nói điểm yếu của em trước đi. Yếu có nghĩa là em thấy trẻ con em thương, mà em thấy nó khóc là em cảm thấy em xúc động vậy thôi chứ không. Còn điểm mạnh của em thì đủ thứ hết, tại em là bộ đội mà, nên em vững vàng. Mình vẫn là dân buôn bán, vẫn là nghề thợ bạc, nhưng mà mình chuyện gia đình là mình có thể làm hết, đảm nhận hết. Thợ bạc hả? Dạ. Bây giờ em ở Tiền Giang ở huyện nào? Ở Cái Bè. Ở Cái Bè. Dạ. Bạn gái là ở đâu vậy? Dạ em đang ở quận Bình Tân á. Em nhà mới đó luôn hả? Dạ. Hiện nay em sống với ai? À, em ba mẹ con em đang sống với nhau ạ. Nhà đó là nhà riêng của em hay là em thuê hay là dạ, nhà riêng ạ. Em ơi, em có ngại nuôi con của người khác không? Dạ không ạ. Em thương con nít mà đúng không em? Dạ. Em thích trai hay gái? Em thì dễ, trai gái gì miễn mà có hiếu là được hả? Bạn trai bạn muốn tìm mảnh ghép tiếp tục trên con đường đời của mình là như thế nào? Em chỉ mong người bạn gái biết yêu thương mình. Yêu rồi, thương. Dạ. Rồi cùng nhau, hai đứa cùng nhau vượt khó. Thật sự mà nói phụ nữ dạ, thì dạ, ai cũng có cái tình cảm, cũng yêu thương hết. Dạ. Giống như là cái tấm gương phản chiếu của mình vậy đó. Mình như thế nào thì người phụ nữ sẽ soi chiếu như vậy thôi. Em muốn cái một nửa của em như thế nào? À, em cũng mong muốn mình tìm được một người trung thực, yêu thương các con em á. Vì hai bé thì là tất cả đối với em. À, chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Ghét gì điều gì ở đàn ông? Ở đàn ông thì em không có thích cái tính mà chăn hoa anh. Chăn hoa? Có lẽ là do cái cuộc hôn nhân đổ vỡ trước của em. Không, anh nghĩ rằng anh bên đây cũng lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Cũng 17 năm thì nếu mà chăn hoa thì không kéo dài 17 năm đâu. Bây giờ anh thấy đàn gái cũng được đó, một cô gái rất là xinh, dễ thương ha. Tôi hỏi xoáy đáp xoay bên đàn trai. Ừ. Dạ em xin phép. Ừ, chào em. Theo cảm nhận của chị, đây là một người phụ nữ rất là yếu đuối, rất là thủy chung và rất là biết quán xuyến gia đình. Cho nên chị nghĩ rằng nếu như hai bạn mà bấm chuông để chọn nhau á, thì em cố gắng là mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy. Dạ. Bây giờ hôm nay em đi với ai ạ? Dạ em xin phép em đi với chị ruột, với hai ông anh và một đứa cháu. À, xin mời bên đàn trai. Dạ xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào em gái. Chỉ có đôi lời nhận xét về em của chị. Tánh thì trung thực, nhưng con cái quá thương, quá tin tưởng, cho nên nó mới xảy ra cái cuộc hôn nhân đổ vỡ. Còn em thì chị dễ thương, thì chị cũng hy vọng hai em tìm hiểu nếu được thì về sống chung nhà đó, rồi bù đắp cho nhau. Rồi, cảm ơn chị. Còn em đi với ai? Em đi với hai người bạn thân, với lại vợ chồng em trai em ạ. Mời em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào khán giả trường quay. Em tên là Mộng Cầm, em là bạn của Nhung. Em với Nhung chơi với nhau cũng chắc là được là hơn 30 năm rồi. Bạn em tính tình rất là tâm lý, bạn rất là mạnh mẽ. Em thấy anh này rất là hiền. Thì hai người hãy cho nhau một cơ hội. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Em trai đâu? Em có yên tâm khi mà nếu như chị gái em bấm nút chọn anh không? Em có cũng yên tâm, yên tâm không? Thôi vậy là tốt quá rồi. Có lời chúc gì cho chị không? Chúc chị bấm nút. Em chúc chị bấm nút. Trời ơi đáng yêu quá. Thôi giờ mở rào ha Linh ha. Mở đi. Rồi, mở rào đi. Em chào anh ạ. Anh có món quà quê chính tay anh đương là 99 đó ha. Anh mong là tình cảm của hai đứa mình ít 19 năm. Trời ơi, dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, đưa đây cầm giùm cho nè. Dạ, em cảm ơn ạ. Em thì rất là đam mê trồng hoa hồng. Nay em cũng mang một chậu hoa hồng đến tặng anh. Dạ, anh cũng xin hứa luôn, nhất định anh sẽ thương người đến sau một cách là chân thành. Rồi, xin hết. Bây giờ chúng ta có thời gian trò chuyện với nhau đó. Anh nhường em nói trước. Theo như quan điểm của anh trong cuộc sống vợ chồng á, thì mình cần nhất là điều gì ạ? Sự chung thủy, sự chân thật. Nói chung là khổ thì sống theo khổ, mà sướng sống theo sướng. Mình không có gì cái lý do mà cực khổ mà mình nạnh hẹ với nhau hoặc là mình kiếm chuyện với nhau. Anh nhất định sẽ là điểm tựa để lo cho mẹ con em suốt cuộc đời. Em có nghe là hai bé thì Điện đang ở với mẹ. Anh có thường xuyên đến thăm các bé không? Có em. Dạ, tại vì em hỏi điều này là do hai bé nhà em á, thì không có được cái điều đó. Anh có trách nhiệm với lại con cái thì em thấy rất là quý điểm này ạ. Tại giờ anh đang ở đâu ạ?
Anh hiện tại anh ở Cái Bè, Tiền Giang. À dạ. Anh nghĩ rằng hai bạn á là đò đi cũng đã hiểu rồi ha. À, vấn đề quan trọng là nếu chúng ta đến được với nhau, chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào, điều đó mới hết sức là quan trọng. Em thì từ nhỏ lớp thì em ở thành phố Hồ Chí Minh á. À, nếu mà anh có thể sắp xếp mà lên thành phố Hồ Chí Minh được thì nó sẽ ổn định được mọi đường ạ. Sau này thì ví dụ em muốn về quê anh sống thì em về, em muốn anh quay lên anh sống với em thì cũng chấp nhận, do mình bàn bạc sao cho ổn thỏa thôi. Dạ. Nhưng mà nếu như lên Sài Gòn thì mình sẽ làm gì? Có thể mua bán hay có thể làm mở tiệm bạc làm gì đó được không? Em thì em nghĩ được, tại vì mình từ xưa mình dạy thợ. Ừ đó, quan trọng là đó thôi. Chứ bây giờ anh suy nghĩ điều gì, em có mong muốn cái mối quan hệ này tốt đẹp hay không? Hãy nói cô gái biết đi em. Thì mong tìm được một người là biết yêu thương mình và cùng nhau cố gắng. Em xin phép hát chừng nửa bài thôi nha. Tại bài hát là Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào, cờ sáo đang tung tăng bay cao cả nước rồi. Thôi em xin hát đi, tại cung quá. Ông hát. Dạ, dạ. Ông hát sao mà không ai vỗ tay theo được luôn. Dạ, dạ, dạ. Xin hát tặng anh một bài ạ. Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời. Muôn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say. Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao. Hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Nguyện cầu mong sẽ mãi xanh đôi anh và em, cùng giấc mơ tuyệt vời. À. Rồi, ngồi đây đi, ngồi trở lại đi. Được rồi đó. Dạ. Bây giờ là bấm nút nè. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm để quyết định. Giây phút này nó quan trọng lắm nha. Các bạn hãy kiểm tra con tim mình một lần nữa. Và khi chúng ta quyết định bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Không phải bấm để chơi vui. Bấm là bấm từ trái tim của mình nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Cả mọi thứ nó đều xuất phát đó, từ trái tim hết. Đúng rồi. Em cũng thấy là có chút rung động nhưng mà mình không biết nói sao nữa. Mùa xuân đã về chưa? Dạ về rồi. Bây giờ thì đã chủ động hôn luôn rồi đó ha. Các bạn đủ sức quyết định và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Đúng rồi. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hãy chăm sóc thật kỹ cái khóm hoa hồng này. Phải nói là ngày hôm nay Quỳ Linh và Hồng Vân cũng rất là vui khi mà kết nối được hai cặp đôi. Nhưng mà theo Linh nha, Linh cảm giác các bạn này có đúng là một nửa của nhau không? Hai bạn này. Đúng không? Bởi vì cảm xúc dân trào khi cô vừa mới ông làm giống như là từ lâu đời rồi đó, như là liền vậy đó. Nó tuôn trào đó ha.
giống như tình yêu nó thăng hoa đó. Đúng rồi. Rồi, mong rằng tất cả quý vị hãy ủng hộ chúng tôi, ủng hộ những cặp đôi đã bấm nút để họ có thể tiến xa trên con đường hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những số sau. Quý vị đón xem vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Quyết làm cái gì là em làm luôn, ai cản thì cũng không cản được em. Hay mềm lòng hay tin người ấy ạ? Người ta mà cứ năn nỉ mình cái gì mình cũng đồng ý. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Em cũng làm cho một công ty bánh. Ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít biết cho gia đình là được. Không để tóc luôn được không? Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.